làm đều hơn đấy, có kết quả hơn đấy. Vậy là họ cũng phải mất vài năm để đạt được cái kết quả như thế này đấy mọi người ạ. Như Quỳnh chứng kiến thì là ít nhất là cũng phải 2-3 năm rồi. Ok, xin chào mọi người nha, Quyết Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Hôm nay Quyết và Quỳnh lại dẫn mọi người đi về chỗ cũ, chỗ ngày xưa. Chứ không đi qua chỗ Antonio hay là Tông Tam nữa. Mà bây giờ là chúng ta đang trên đường đi vào trong khu sinh thái mọi người. Mọi người có nhớ là lần trước Quyết có quay cho mọi người xem ở trong này người ta trồng lúa thế nào ấy. Thì sau khi nghỉ phép xong thì Quyết cũng rất muốn vào trong này xem tình hình ở trong này. Qua mấy lần người ta trồng rồi thì bây giờ hiện tại lúa của người ta có ok hơn những lần trước hay không? Như tổng những cái lần mình biết thì ở trong này ít nhất là năm nay là năm thứ 3 người ta trồng lúa mọi người. Thì năm đầu thì mình cũng có chứng kiến được là người ta trồng, người ta thử nghiệm nhưng mà nó cũng thưa thớt lắm. Năm thứ 2 thì mình cũng không có vào. Nhưng mà thấy gốc còn sót lại thì diện tích nghe có vẻ cũng nhiều. Năm nay thì cái lúc mà người ta mới gieo hạt thì mình vào nên là cũng không quan sát kỹ được. Cho nên là bây giờ mình cũng muốn đưa mọi người vào trong này xem tình hình là lúa người ta trồng có ok hay không. Nó có khác gì với nhà Antonio trồng hay không và nó có phù hợp với thời tiết hay không nhé mọi người nhé. Chiều nắng chói thế nhở? Thì bây giờ nó đang buổi chiều nên đi hơi bị ngược nắng. Người dân ở đây người ta cũng đang đi nương đi rẫy về rồi đây này. Đây là trong khu sinh thái mà ngày xưa Quyết với Quỳnh đi vào trong này thể dục bằng giày, nhưng mà bây giờ đi vào đây thể dục bằng ô tô mọi người ạ. Mục đích chính là cũng muốn đưa mọi người vào xem kết quả trồng lúa của người dân, người ta tự làm, người ta tự nghiên cứu với lại là người ta tự thử nghiệm xem như thế nào là chính thôi. Chứ còn ở trong này thì đối với mình thì nó cũng quá là quen thuộc rồi, đối với những khán giả cũ thì cũng quen thuộc lắm rồi. Trong này thì bao gồm là nhiều cây xanh này, rồi là hoa giấy này, tre trúc này, và trong khu trung tâm kia thì trồng một số loại cây ăn quả, ví dụ như là hồng xiêm này, cây khế này, đại loại là như vậy đấy mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi hành quân vào nhé, mà Quỳnh có thể là cũng quay về phía trước một tí cho những khán giả mới ấy, chưa xem biết được ở trong này Châu Phi như thế nào thì xin mời mọi người ở trong là tre trúc thứ như thế nào. Cái kính nó hơi bị bụi bẩn nên là mình quay nhìn nó cũng đỡ đẹp đi hơn. Nhìn cây cối nó cũng không được rõ lắm. Đây, vào trong này thì mát rồi, mát lắm. Đấy, tre trúc mọi người nhìn, tre trúc các thứ rất là nhiều ấy. Đây này. Cả một bãi tre này luôn này. Ở bên dưới là có suối đấy mọi người ạ. Ở giữa của hai cái bên tre trúc đấy là một cái suối. Nó nhỏ nhỏ thôi. Mọi người nhìn hai bên đường là có nhiều cây gai, lá gai nhá. Đấy, ở dưới nhìn này như là lá cỏ gai vậy. Đây là lá gai đấy. Lá gai thì là gai. Bánh gai. Nhiều vô kể. Lần trước Quỳnh cũng làm bánh gai cho mình ăn rồi, cũng thử nghiệm rồi ăn không chết. Cho nên là xác nhận đấy chính xác là lá gai. Anh Quyết ăn thử rồi và bây giờ vẫn đang ngồi đây mấy năm rồi, vẫn đang lái xe nhá. Trong này khách đi du lịch à? À có khách này. Đi du lịch. Đây đây chắc là đây. Đây. Ok. Bơ ta đi. Bơ ta đi selfie. Đó. Ô. Đà đà. Bơ xe. Đà bơ. Đà bơ. Ok. Đà bơ. Bơ xe đà bơ. Dạ. 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 Đây đây là vào người ta phải kiểm soát vé mọi người. Chỉ định trêu ông bạn đấy tí. Bơ ta đi. Bơ ta đi. Ok. Dạ. Định trêu tí mà tôi không có vé, mình đi vào đây mình hay trêu quý vị mà toàn người quen hết đấy. Vé người vào đây mọi người, một người vào đây là 250 tiền vé, vào hai vợ chồng là vào đây là 500 quan giác mọi người ạ. Ngày xưa vào đây thì hay đi thể dục cho nên là không có bị đóng tiền, nhưng mà bây giờ đi vào đây là thể dục bằng ô tô thì người ta coi như là mình đi vào chơi đi du lịch, thế nên là phải đóng tiền đấy. Bắt ta đi.
Swangona nổ. Các vị gặp các vị toàn chào Trung Quốc. Cứ gặp người Việt là bảo là Trung Quốc. Đây đi xuống dưới này quay xem quanh tí đi, xong rồi là tí nữa chúng ta đi ra chỗ lúa cho ta xem là lúa có còn hay không nha mọi người nhé. Xem là họ đã thu hoạch chưa. Rồi bây giờ đóng điều hòa. Ôi ra ngoài trời sẽ mát hơn là ngồi trong xe luôn đấy mọi người. Để xem nào. Ôi rất là nhiều cây đấy. Đợt này đang vụ hoa hồng ấy nhỉ, hoa hồng sứ nhỉ. Hoa hồng sứ. Là cây hoa đa lộc ở Việt Nam. Ở Việt Nam gọi là hoa đa lộc, ở đây gọi là hoa hồng sứ đấy. Đi chỗ này gần tí này quay. Chỗ này thì phạt vợ hết rồi, đi vào trong này thì nó mới rõ này. Cây hoa này mình mà cắt về là mình cắm được lâu lắm này. Họ đang trồng ra này, họ đang trồng mới ra đây này. Ở Việt Nam gọi là hoa đan lộc, cái bên này người ta gọi là hoa hồng sứ. Đúng Rosa là Quỳnh sang Rosena. Angola, Quỳnh mới biết cây hoa này đấy anh Quyết ơi. Bên này người ta gọi là Rosa Procena là không có mùi. Cái cành nó cao hơn cả anh Quyết luôn nhá. Nhiều lắm mọi người. Mọi năm nó cũng sai hoa lắm, nhưng mà năm nay hoa nó có vẻ cũng ít nhỉ. Đấy, khung cảnh ở trong này thì có rất là nhiều các cái loại cây ăn quả của người dân bản địa ở đây, với lại là một số loại cây gỗ. Thế xong là một số loại cây lạ lạ người ta mang về đây người ta trồng. Thế cho nên là mới tạo nên một cái khu sinh thái mọi người. Gọi là sinh thái thế thôi, nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt lắm so với ở Việt Nam mình. Nếu như mà ở Việt Nam mình thì nó cũng giống như một cái vườn của một người dân thôi. Thì ở trong này, tất cả ở trong này cái đường... nó có cái đường đi vào trong cái khu nương rẫy, người dân người ta đi qua ở đây thì chiều người ta đi về thì có cả xe vào đây người ta đón, như kiểu là taxi ấy, người ta đón hoặc là người dân người ta sẽ tự đi bộ về. Tất cả những cái đường này nó sẽ thông vào ở các khu nương rẫy, đồi núi của người ta. Đấy, như mấy anh chàng này là mấy anh chàng taxi đi vào để đón người dân người ta đi ra, đi làm nương rẫy ra đấy. Tầm này bây giờ đang buổi chiều rồi mọi người ạ. Thế là chiều mát rồi nên là dân là người ta cũng đi từ nương, người ta bắt đầu người ta về. Người ta nghỉ. Mùa này toàn là cái quả này chua chua này, quả này gọi là quả gì đây? Gazaza nè. Watadi. Sama gazaza nè. Nó tên gazaza dosi. Watadi. Esa. Đấy, ok, review cho mọi người một tí vậy. Bây giờ là chúng ta sẽ No fana toa nhá. Você não brinca toa. Porque eu tô filmando depois que você fala toa. Depois todo mundo fala você muito mal. Entende? Não, amigo. É verdade, não é mentira. Tá bem, ela tá filmando. Não se preocupa, aqui não tem lá mululu, não. Não tem lá mululu. Prova. Pode provar. Essa não é para cozinhar, é mesmo só assim. Eu sei, eu comi muito. Não, é mentira. Ela é só um... Na China não tem isso aqui em Angola. Não sou chinês. É de quê? Eu sou vietnamita angolano. Ah, okay, vietnamita angolano. Mesmo lá no teu país não tem. Tem. No teu país isso não tem. Mesmo cala a boca. Nó chỉ những cái quả này nó to, thông thường những cái quả to nó sẽ ngọt ngọt hơn rất là nhiều. Chua. Poco doce. Nó đỡ chua hơn những cái quả khác. Dạ. Tá falta açúcar. Nem precisa açúcar. Faz sumo em casa, põe açúcar. Essa é mais gostoso do que beijo, não vou te mentir. Nó ngọt hơn. É mais gostoso do que beijo. Dạ, obrigado, já. Dạ, amigo. Đây là người dân người ta đi về, người ta có những cái quả. Essa quê? Aquela ali. Bí à? Bí ngô à? À, bí ngô trong lạ đấy, chuối với lại bí ngô. Nó su ningua sama bí ngô. Dạ, sama bí ngô. Dạ, bí ngô. Es abóbora. Sim, abóbora, mas nó sama mu bí ngô. Chúng ta sẽ đi nha mọi người, chúng ta sẽ đi bên kia là xem lúa thế nào nè.
chúng ta đến chỗ cái khu vực mà ở trong này người ta thử nghiệm trồng lúa đây mọi người này. Mình đứng ở trên này thì thấy ở kia có hai bãi lúa đang chín và hai bãi nó kiểu là mới kiểu đang chỗ cờ mới xong thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống trực tiếp đây ta xem nào. Lúa ở đây thì trông có vẻ là chín rồi đây mọi người nhé. Đây mọi người quan sát này, khu vực lúa này của họ ấy, cái chỗ này trồng nó chín rất là đẹp này. Ở đây nó cũng đã gục nha mọi người nha, chứng tỏ là cái hạt lúa người ta trồng là nó cũng khá là chắc đấy nha. Nhưng mà có vẻ nó chín cũng không đều đúng không? Đấy, tất cả cái khu vực này mọi người nhìn thấy này là đã có thể vài ngày nữa có thể gặt, có thể thu hoạch được rồi đó. Ở đây là họ gieo như thế này là coi như là lúa lên khá là đều mọi người ạ, khá là đều nhé. Nhưng có vẻ là chăm sóc cũng không được quá, không được kỹ càng lắm đâu. Họ gieo như thế này là coi như là lúa lên tốt hơn cả chỗ nhà Antonio rồi đấy. Đây để xem này, mọi người nhìn này. Ở đây thì mình lại không biết nó là cái giống lúa gì nhỉ? Lúa này là không phải lúa nước mà là lúa cạn đấy. Lúc họ gieo là cũng họ gieo. Đến đây là lúc nó mới là đang nhú nhú, nó là cây mạ bé lắm. Đấy, họ gieo thẳng như này. Cây quỳnh vào thì lúc đấy thì chỉ là nhú cây mạ bé thôi. Bây giờ thì lúa ở đây nó đã gục đầu rồi. Đấy, có những cái chỗ thì nó đã khô rồi đây này. Nhưng mà cũng nhiều hạt lép đây này. Hạt lép thì kiểu gì cũng có thôi. À, thế à? Cũng có. Em vừa cua nhẹ nhẹ thì cũng vào trúng ngay chỗ hạt lép, đây hạt mấy này. Nhưng mà có vẻ như ở đây họ cũng sẽ thu hoạch rất là muộn đấy mọi người, họ sẽ gặt rất muộn đấy. Nhìn như này là khả năng là họ sẽ phải để lâu lâu họ mới gặt đấy. Đây còn cái khu bên kia kìa, ở bên kia bên thì này. Ở bên đấy chúng ta nhìn thấy thì nó mới đang trổ đồng ấy. Chúng ta sẽ đi ra phía bên ngoài này chúng ta xem nhé. Ở đây được cái lúa này không phải lúa nước mà cái cách chăm sóc là nó sẽ đơn giản hơn. Nó dễ hơn. Không biết đây là cái giống lúa gì mà nó cao thế nhỉ? Đây lúa này cao hơn nhiều đây này. Wow. Cao mà bây giờ nó cao gần gấp đôi cái bên lúa bên kia. Bây giờ nó đang chỗ cờ này. Cái này dài ngày hơn đúng không? Lúc là mình lúc gieo là mình cũng thấy là gieo cùng nhau mà. Gieo muộn hơn một tí thôi. Đây còn xanh lắm. Giờ nó mới đang đấy mà em. Nó bên này có bắt đầu có sữa mà. Bên này nhìn cảm giác là cái cây lúa này nó sẽ là thích hợp hơn, nó phát triển tốt hơn. Vì là cái cây của nó cũng một là cao, hai là nó cũng mập hơn nhá. Mà cái đồng của nó như thế này. Nhưng mà sợ vào các bạn bị nếp nhỉ. Không có thấy sữa đâu. Vậy. Chưa thấy tí sữa nào đâu. Đây này, có một vài hạt thì có sữa này. Nếp nhiều. Tầm tuổi này phải có sữa chứ. Đây, đấy. Có sữa thì. Nhưng mà sợ vào cũng nếp nhiều đó. Đây mọi người quan sát này. Cao gần bằng quỳnh này. Cao đến cổ á. Thời đại bây giờ ấy. Đây, ở chỗ này cũng thế này. Cái lúa như thế này thì là đạt này anh Quyết ạ, cong vút này. Trông như hạt lúa nếp ấy nhỉ. Đấy, để xem. Nó tròn tròn chắc như hạt lúa nếp ấy. Chắc rồi, cái này chắc lắm. Có thể là ấy được rồi. Bên này cũng là chín rồi này, một đám này cũng chín. Hai đám chín, hai đám xanh đúng như anh Quyết bảo. Phía đằng xa kia. Okay. Như này là có gạo ăn rồi. Trồng như thế này đấy mọi người. Như này là có gạo ăn rồi đây này. Nhưng mà hiện tại là ở đây chưa có máy sát đâu. Đây, quay cho mọi người xem. Diện tích cũng khá là nhiều đấy chứ. Gần cái chỗ bên này mình đang quay cho mọi người đây cũng chắc là hơn một xà. Nhưng mà cỏ đây mọi người quan sát này. Cỏ người ta cũng để cũng khá là tốt rồi. Bởi vì chắc là từ khi mà lúa bắt đầu chuyển đồng người ta thôi người ta không làm cỏ nữa. Nên là bây giờ cây cỏ nó cũng gần ngang với cái lúa rồi. Đó. Bên này được hơn anh Quyết ơi. Bên này bông dày hơn mà cũng được hơn đây này. Đây nắm cỏ quá quỳnh ngại của cua vào. Thôi cứ cố. Đây là chỗ này lúa thì kẻ chắc hơn này, đẹp hơn này nhỉ. Chỗ này là giống
gái đấy. Cái này giống khác, nếu mà mình có thể mình muốn trồng là mình đề nghị cái giống này là anh Quyết ạ. Đây, chỗ này nhìn bông nó cũng sát sát nhau như này cơ mà. Được đấy, bên này được. Đấy, mọi người quan sát lúa của chính người dân Angola người ta trồng nhé mọi người nhé. Đây là lúa nương đấy. Đây cả hả? Khu vực này là lúa nương đấy, chứ chỗ này là không có nước đâu. Anh nhìn này, những cái bông như này này, quá chất lượng luôn này. Được đấy, em thấy như này được. Mà tính ra là mấy tháng ta? Từ trước khi mình về 3 tháng. Tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng. 3 tháng rưỡi 4 tháng. Đấy. Đấy, mọi người quan sát nương của Angola đấy. Khá là đẹp nếu như mà họ dọn cỏ nha mọi người nhé. Nếu như mà họ làm cỏ giống như ở Việt Nam mình chăm chỉ thì cái lúa này khả năng là đạt hiệu quả khá là ok. Bên này thế này. Sao lại vài cây lại có một vài cây chín, một vài cây còn xanh lẹt đấy. Không đều đâu mọi người. Đây này có những cái bông nó đã già rồi, có những cái bông bây giờ nó đang chỗ đồng này. Vậy thì khả năng những cái mà đang chỗ đồng bây giờ nó sẽ nẹo lép nhiều này. Nó phải như thế này mới được. Cái phải như thế này là quá ổn này. Như cái này là chắc là đúng lứa tuổi này. Đấy. Còn những cái đang chỗ đồng này khả năng là do muộn lứa tuổi hơn, khả năng là do chăm sóc không được đều, không được kỹ. Lúa của Angola mọi người nhé. Không được đều nhỉ. Đây, quay vào trong này thì mọi người sẽ quan sát thấy là có rất là nhiều những cái bông nó đang chín rồi. Thế xong còn những cái thì nó đang chỗ đồng. Kiểu là nó không đều giống như kiểu lúa nhà Antonio ấy. Khả năng đây là do bị thiếu phân, bón phân không đầy đủ. Giống y như kiểu Antonio với Quyết Boni thủ trồng lúa. Đấy. Thế là hôm nay đi ra để tranh thủ review lúa cho mọi người xem là như thế này đó. Người dân Angola người ta trồng. Chỗ này cũng tương đối đẹp đây này. Quỳnh kết luận lại là khí hậu bên này, mấy đất bên này trồng lúa được đấy. Trồng lúa nương được. Trồng lúa lương được. Mà so lúa nước với lúa lương thì cái lúa nương này thì khả năng sẽ dễ tiếp cận với các bạn hơn. Đúng rồi, áp dụng được rộng rãi hơn. Áp dụng được với các bạn hơn. Đây này, bên này nó năng suất nó như thế này, mọi người nhìn có nhiều bông chín như thế này, vàng mà cái đường bông lúa nó cong xuống. Như này là đặt như thế là cũng tạm chấp nhận được rồi. Trong quá trình họ chăm sóc thì mình không được tiếp xúc, nhưng mà mình thấy thì thông thường thì họ cũng chăm sóc nó vừa phải thôi, cũng sơ sài thôi. Mà nó được như thế này thì là quá ổn rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy như này thì mọi người sẽ nhìn thấy tương lai mà Antonio với Maria trồng lúa thì khá là khả quan đúng không? Các bạn có hy vọng này cũng không điều gì quá xa vời đúng không? Đấy, mọi người quan sát thôi. Hơi muộn, hơi kém. Năm ngoái như cái giống lúa cao, năm kia mình ra là cũng có con giống lúa cao như này là cũng hơi kém đây này. Năm nay thì so với cái năm trước Quỳnh mấy anh Quyết vào vô tình là gặp thôi, không như mọi năm, như không như năm nay là mình chủ bụng mình vào đây mình xem lúa. Năm đấy là mình đi mình gặp thì họ trồng thưa hơn này, và cái năng suất của họ kém, nó lác đác một vài bông chín thôi. Năm nay thì họ làm tốt, và năm đó thì họ cũng trồng rất là nhiều loại. Năm đấy họ thử nghiệm rất là nhiều loại mà rất là kết quả thì kém. Năm nay thì Quỳnh thấy là được tầm sàn như thế này là quá là ổn rồi. Năm nay làm đều hơn rất là nhiều đấy. Làm đều hơn đấy, có kết quả hơn đấy. Vậy là họ cũng phải mất vài năm để đạt được cái kết quả như thế này đấy mọi người ạ. Như Quỳnh chứng kiến thì là ít nhất là cũng phải 2-3 năm rồi. 3 năm đấy. 3 năm rồi, cũng lâu đúng không? Đấy. Tầm như thế này là như các bạn ấy trồng là mà các bạn đạt được cái năng suất như thế này là quá là tốt. Các người nhìn thấy cái bông lúa nó cũng chịu mà, nó có ấy gì đâu, có kém cạnh gì đâu với so với lúa nước.
Đó. Nó không kém cạnh gì so với lúa nước luôn ấy. Thời tiết Angola như thế này thì quá là thuận lợi cho việc trồng lúa rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng chỉ có một năm một vụ thôi chứ không trồng nhiều được. Một năm một vụ trước mắt là ít nhất là phải làm được như vậy. Đã là, nếu mà làm được như vậy đã là quá là tốt, quá là thành công rồi mọi người. Thì ở đây người dân người ta trồng ngô khoai sắn người ta chỉ một năm trồng một vụ. Đúng rồi. Bây giờ mà các bạn ấy trồng được lúa nữa thì quá là tốt rồi. Một năm một vụ là quá là tiến bộ, quá là thành công rồi. Đấy, mọi người quan sát lại một lần nữa xem này. Đấy. Khu vực lúa họ trồng giống lúa cao, thân dài. Và đây là lúa thân ngắn và có vẻ là ngắn ngày hơn. Rất là ok. Tình hình thế này thì để mình xem là hay là liệu trồng lúa nương của Việt Nam hay là sau họ thu hoạch thì mình đề nghị để lại cho mình ít giống ở đằng kia kìa. Anh thấy giống của mình mang sang vẫn ổn mà. Giống của mình cũng ổn rồi nhưng mà ý là mình mang sang thì nó xa xôi. Maria vào đây ngay. Và đây đề nghị đúng không? Đề nghị và đây xin. Mình nói đề nghị cho nó giảm nó tránh và đây xin xỏ mọi người ạ. Thế mà họ muốn bán thì mình cũng phải mua thôi. Thì mình đỡ về cái công vận chuyển đúng không? Đấy, vận chuyển xa xôi. Cái này là khá là ok này. Chăm sóc phân bón cái thứ ok nữa là tuyệt vời. Đẹp đấy. Ở đây là người ta cũng không có đủ phân lắm đâu. Đây là... Người ta bón không chuẩn. Tất nhiên là bảo không đủ phân nhưng mà vẫn nhiều phân hơn nhà ông Antonio Maria nha mọi người ạ. Đấy, mọi người xem này đấy. Là trồng ở dưới gốc như thế này này. Từ gốc lên ngọn, anh cho quay từ gốc lên ngọn này. Đây mọi người xem, nhưng mà họ gieo cũng khá là dày nhé. Cây lúa cũng dày đấy chứ không bị và không phải là thưa đâu. Đấy, đáng nhẽ thì đẹp gieo đấy. Thưa ra một tí thì đánh giá kết quả nó sẽ ok hơn. Nhưng đây mà khả năng đây là gieo cũng khá là dày đấy. Cái lúa này nó không đẻ nhánh nhiều mọi người. Không biết là do trồng nhiều hay là nó không đẻ nhánh nhiều. Nhưng mà một cái cây lúa trồng ra như thế này nó chỉ có một hai nhánh ra thôi. Hôm mình xem hôm đầu tiên họ làm đất cũng giống như làm bình thường hết đúng không? Họ không có cái gì đặc biệt hơn cả, cũng chỉ làm phẳng đất xong rồi kẻ rạch xong rồi thả lúa như vậy. Ok nha cả nhà, thế là hôm nay Quyết với Quỳnh đi vào trong này review cho mọi người xem lúa ở trong này của người dân người ta làm đấy. Thì mọi người xem là đánh giá thử xem là ở bên này dân tương lai của lúa nương có ok không? Mọi người thì đánh giá đối chiếu xem là từ nhà tôi trồng và để trồng ra xem tình hình như thế nào. Mọi người quan sát lại nha. Rồi, thế nhé mọi người. Hôm nay là đi vào một cái xí nhà để review cho mọi người xem lúa trồng ở châu Phi như thế nào. Và bây giờ video sẽ kết thúc đây nha. Xin chào mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye cả nhà.